Xin chào các bạn. Trong những clip trước thì mình đã giới thiệu với các bạn một số loại đồng hồ đo bằng giá quy, một loại của Liwa Việt Nam và một loại BT54 của Trung Quốc dùng để đo bằng giá quy xe máy, xe điện hay là ô tô. Và có một số bạn mua chiếc BT54 về để đo bằng giá quy ô tô từ 100 cho đến 150A thì các bạn ấy khá là băn khoăn vì sợ nó không đo được. Và để cho các bạn yên tâm, hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một chiếc đồng hồ khác chuyên để đo bằng giá quy ô tô. Nó khủng hơn chiếc BT54. Thì đây là vỏ của thiết bị, nó khá là to. Ở phía ngoài của vỏ thì có in hình ảnh của thiết bị. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp nó ra. Nhìn rất là to, hai chiếc đầu kẹp rất to và chắc chắn. Cái này chắc các bạn làm mới có thể dùng được. Khá là cứng. Ở mặt đồng hồ thì có các vạch thông báo. Đồng hồ có thể đo được với nhắc quy từ 6 đến 12V. Và chiếc kèm ở đây cũng ghi là có thể đo được với nhắc quy từ 120. Chiếc đồng hồ này khá dài và to so với chiếc BT54 mình đã từng giới thiệu. Phía trên có một chiếc quai sách. Và bây giờ mình sẽ đo thử cho các bạn xem. Mình có một chiếc bình ắc quy 12V của xe đạp điện. Mình sẽ dùng chiếc đồng hồ này để đo. Và ngay khi bắt đầu sử dụng thì mình phát hiện ra một sự bất tiện, đó là dây của nó khá là ngắn. Còn về cách sử dụng thì nó cũng giống như chiếc BT54. Chiếc đồng hồ này cũng có thể đo được ngược cực, có nghĩa là bạn có thể đảo vị trí của hai cực mà không sợ gây ra hỏng thiết bị. Nó vẫn cho ra kết quả chính xác. Nhìn chung thì đây là chiếc đồng hồ khá là to, nhưng mình thấy có một nhược điểm, đó là dây hơi ngắn. Với các bạn sử dụng đo bằng giá quy ô tô nhiều thì có thể sử dụng chiếc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.